chứng minh là trận đánh cầu thủ của lòng công của quân công chứng minh Gia Đình và các đội thủ của cơ bộ bóng đá quanh kinh nghiệm của truyền Gia Đình di chuyển vào khu vực vòng tròn trung tâm. Một lần nữa chúng tôi xin chúc cho cầu thủ của hai bóng ở trong trận này bóng trận đấu thành công đến hai chữ Gia Đình và cùng các bạn bàn ca chiến thắng. Chúng ta chủ trì đăng cai và tổ chức với sự hỗ trợ của ban sự kiện
đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn TAT Logistics với vai trò là đơn vị tài trợ chính và hai đơn vị đồng tài trợ, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An Sinh và công ty cổ phần Tân Việt Gia Đình. Quán đảo không đủ là quán đảo từ hôi công đồng dữ liệu chương trình du lịch của tàu cá đoàn thanh niên thành phố Nam Định ở mùa giải năm nay không ai khác chính là câu lạc bộ bóng đá công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, đội bóng đang thi đấu ở trên sân. Trong khi đó thì chương trình du lịch của tàu cá siêu phủ Nam Định ở mùa giải năm nay đó chính là công ty cổ phần đầu tư Thanh Hải. Trong những ngày đã qua thì đã có những thông tin bên lề và chúng tôi đã gặp họ rất nhiều lần là đã có những thông tin và các cổ động viên và người chuyên môn nói rằng không vào một trận thi đấu dứt điểm dành cho người dân học cổ truyền dân tộc Nam Định. Đã có những thông tin bên lề và chúng tôi đã gặp họ, đó là những thông tin nói rằng công ty cổ phần đầu tư Bạch Hải sẽ không thi đấu tại siêu phủ Nam Định năm 2019. Tuy nhiên chúng tôi phải nhấn mạnh các bạn là sân chơi của tàu cá siêu phủ hiện nay là một trong sân chơi lớn và chắc chắn là những nhà đội du lịch Bạch Hải vẫn sẽ tham gia. Vẫn là cầu thủ có bóng rổ Công Dũng. Trong nhà này thì Công Dũng và Công Rồi còn đang cho thấy những pha phở tấn công đầy cố gắng. Sự dây liên kết và cầu thủ bóng này đang giao thả trong những phút đầu là rất rộng và chính đó sẽ giúp cho có thể đảm bảo được khả năng công thủ nhanh trọn đẹp của túi áo kia thôi. Quên rồi. Lối chơi tấn công với những pha phối hợp và cầu thủ của bóng đang có được đó chính là điều mà cầu thủ bóng này vẫn cần phải triển khai. Uống nước đi. Công Dũng. Một đối đầu của hai bóng bên đến học cổ truyền dân tộc Nam Định và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định bây giờ đang đón nhận sự quan tâm của rất đông các cổ động viên có mặt ở trên sân. Và theo chúng tôi đánh giá về mặt chuyên môn, chắc chắn là khi giải đấu này bước vào vòng đấu kết, lượng cổ động viên theo hướng sẽ về đến sân đông hơn. Vừa giải năm ngoái đã tồn tại và thi đấu chung kết giữa câu lạc bộ bóng đá công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định và các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá FC Đà Hòa Bình. Đó là một trận đấu mà thành phố Đức Lượng đã có khoảng 2.000 cổ động viên có mặt tại sân vận động Trung tâm Quảng Trường Bình. Năm 2018 là năm mà chúng ta xác lập rất nhiều kỷ lục khi mà ở sân chơi của tàu cá siêu phủ đã có những trận đấu có con nhất 6.000 cổ động viên có mặt. Và ngược lại năm ngoái là một giải mà ekip của bản thân bóng đá Nam Định chúng tôi cũng đã đạt con số kỷ lục về lượng theo dõi trực tiếp các trận đấu tại siêu phủ khi mà chúng ta đã có một trận đấu đạt con số là 25.000 người theo dõi trận đấu trực tiếp diễn ra tại sân vận động trung tâm Quảng Trường Bình khi mà máy chúng tôi vẫn chưa tức ra. Điều đó cho thấy là sức hút của các giải đấu lớn trên bàn của tỉnh Nam Định nói chung và thành phố Nam Định nói riêng ở thời điểm này thì là rất lớn. Đó là cầu thủ của đội bóng công ty cổ phần Nam Định, Văn Huy. Trong áo của câu lạc bộ bóng đá Nam Định trước đây thì Văn Huy là cầu thủ đã từng thi đấu tại sân chơi của bóng đá Hàn Quốc quốc gia và khi còn thi đấu trong áo của đội bóng Nam Định thì anh có thể thi đấu tốt ở ba vị trí, đó chính là hậu vệ bên đánh đá cánh phải, vị trí tiền vệ trung tâm và thậm chí là có khả năng đá tốt khi đẩy lên đá cho vai trò tiền vệ tấn công. Hiện nay còn rất nhiều cầu thủ cùng lớp thế hệ với Văn Huy vẫn đang thi đấu trong áo của đội bóng trung phẩm Nam Hà Nam Định, đó chính là ba vị trí của Hoàng Văn Tuấn của Hà Long và rất nhiều cầu thủ khác như là Thế Phương, Thông Thuận. Bùi Liên và Lan có sự đối đoàn tình rất kỹ trong trận đấu hôm nay. Chủ nhân tìm thấy cầu thủ của bóng đá được và ngành giá cao cho sức mạnh của họ. Như pha phối hợp và các tình huống tấn công của bóng đá đã hiểu chúng ta đang trong nhà tay một lần nữa ở trên sông này. Theo chúng tôi quan sát cũng đang có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Chí Kiên, ban thư ký tỉnh đoàn, thanh ủy viên, bí thư ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phố Nam Định, trưởng ban tổ chức của sáu đá đoàn thanh niên thành phố Nam Định từ tháng 2 năm 2019 đang có mặt để chỉ đạo cho các trận đấu diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Công Dũng, Văn Huy, Tuấn Anh.
vừa qua đối với cầu thủ của hai đội bóng có lẽ chưa phải là tất cả, nhưng mà họ còn đang thể hiện được những tình huống cá nhân. Rồi thì còn cầu thủ của bóng đội tuyển Hồng Kông Trần Công Nam Minh là điều chúng ta quá tin tưởng. Thế mà ở mùa giải năm nay đội bóng này đang chơi rất tốt, chúng ta rất là đá của Quang Minh. Và cầu thủ của chúng ta có đang cho thấy được những tình huống đấu tranh tập trung, điều đó có lẽ là không quan trọng. Ngày nay các hàng thủ của hàng bóng vẫn đang cố gắng để chúng ta được có hệ thống không được làm sao tốt. Đây là một trận đấu mà Hoàng Hải không có mặt trong lịch đấu của đội bóng Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Đình, và anh đã thi đấu trước và có lẽ là bàn chuyện của đội bóng này đang giữ chân cầu thủ Hoàng Hải. Nếu để chờ đợi vào vòng đấu tiếp, không sợ. Và pha tấn công đến với cầu thủ của phòng công ty cổ phần đầu tư Gia Đình ở trận đấu hôm nay có đang được liên đoàn bản kiến nghị cầu thủ bóng này bây giờ họ vẫn đang cho thấy những pha phối hợp tấn công bền bỉ. Có lẽ trong cái cuộc tranh chấp 1-1 có lẽ đó là một trong vài giờ để rút cho bóng để thực hiện được ý đồ với lối chơi thiên về sức mạnh ở trong nhà tay. Bắn hơi và rồi Tuấn Anh tinh công sự không được là có phần tập chân. Trận đấu lần này là trận đấu mà đội trưởng Công Dung vẫn luôn được trọng dụng trong vai trò là trung tâm của đội bóng, và đó chính là điều mà cầu thủ của Hà Nội vẫn cần phải thi đấu cố gắng. Trong trận này nếu như cầu thủ của đội bóng nào có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước thì bóng đó cũng sẽ có được lợi thế rất lớn. Và như vậy là hiện nay chúng tôi xử lý trưởng đoàn của đội bóng Quân Nhân Học Cổ Truyền Dân Tộc Nam Định và chúng ta chưa qua công trường trên sân. Chúng tôi nhắc nhở và nếu như đến cuối của trận đấu mà đội bóng này vẫn không chuyển qua công trường vào sân theo những gì chúng tôi đã chấp trước, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý đội bóng này. Chào đá và công nhân công đoàn Hồ Chí Minh thành phố Nam Định lần thứ 2 năm 2019 theo quy chế và điều lệ cũng như theo sự chỉ đạo của ban thường vụ thành đoàn. Chúng tôi những người điều hành của ban chức vẫn sẽ có những nét châm chước dành cho các cầu thủ của đội tuyển bóng đá cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên ở mùa giải năm sau chúng tôi sẽ đề xuất luôn cho chúng ta ở mùa giải năm thứ 3 có lẽ chúng ta sẽ làm hàng ngày về câu trang phục thi đấu và nghi thức thi đấu của các đội bóng ở mỗi trận đấu. Tiếng gọi của ông Nguyễn Xuân Minh đã xuất hiện. Lời gì phản đối đó chính là thanh quyền. Và có lẽ là cho cả những quyết định đang tạo cơ hội đấu để cho những con quân trưởng của bóng này tuân thủ vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc nhở đối với bóng bên dưới nhạc của chiến quân đồng Nam Định và những bóng này liên tiếp là bóng vòng trong và tái phạm một lần nữa tôi sẽ xử lý thẻ ngay. Sẽ có quả đá phạt cho cầu thủ của đội bóng vàng. Bàn huy của đội tuyển Việt Nam thất bại. Thất bại của đội tuyển Việt Nam rồi. Những phút giây thi đấu nói là đây là trận và cầu thủ của Hà Nội đang đào thải trong những phút đầu tiên. Và đó thì họ tiến thêm sẽ cần phải thi đấu qua. Sự bóng đối với cầu thủ của đội bóng bệnh viện theo phù truyền dân tộc Nam Định trong trận đấu hôm nay là điều chúng ta đang chưa trong bối cảnh mà họ vẫn chưa có được một pha phối hợp tấn công rất khó khăn. Là cầu thủ đồng bóng vàng vậy là đã có lỗi đầy sau. Ở đây Xuân Minh vừa xử phạt lỗi của vị trí vào áo số 7 đội trưởng Xuân Quang. Bóng đá toàn thanh niên thành phố Nam Định lần thứ 2 năm 2019 đúng là chúng ta cũng đang thấy được rất nhiều sự thăng tiến của các đội bóng.
và những học của trên vận động Nam Định có lẽ là một trong những đội bóng yêu anh. Khi mà cầu thủ của đội bóng này ở trong tiền vệ anh họ vẫn đang cho thấy được sự tăng tiến rất mạnh mẽ. Sức mạnh đội bóng đã được cải thiện ở trong mùa giải này. Một phần bất ngờ của giải đó chính là cờ bộ bóng đá trong cổ phần cấp nước Nam Định. Đội bóng thi đấu với cương vị là cương vị đồng đội trợ với ban tổ chức. Năm nay thì ở thi đấu đầu tiên, cầu thủ của đội bóng trong cổ phần cấp nước đã không có sự đóng góp của Ngọc Hải. Và sau đó thì ở trận đấu gần đây nhất họ đã để cho cầu thủ của đội bóng Mây Trần Học cổ truyền dân tộc Nam Định cầm trận với tỷ số hòa 2-1. Ngày nay thì cầu thủ của đội bóng trong cổ phần cấp nước Nam Định sẽ có trận đấu có thể nói là quan trọng gặp Mây Trần Học cổ truyền. Rất nhanh. Vẫn còn. Vẫn là cầu thủ là Quang Quang. Khi đang đấu bản và tranh chấp bóng đến với cầu thủ của đội bóng Quỳnh Thế Heo của chiến dân tộc Nam Định trong trận đấu ngày nay. Đã đủ để bước trận đấu thủ trong vào những khoảnh khắc đẹp là những tay cho cầu thủ bóng. Tôi vào giữa thì đó chính là những phút giây mà cầu thủ có thành vẫn sẽ cần phải cố gắng xây ra những cơ hội đấu tranh rõ ràng nhất ở trên sân của mình. Chơi và cầu thủ của Hà Nội bây giờ họ vẫn đang có sự chuẩn bị không đã có khá nhiều sự chuyển cách để với cầu thủ của bóng vô địch. Tuy nhiên những pha tấn công như vậy vẫn chưa được thể hiện một cách kiên quyết, đó là nguyên nhân chính tại cho việc các cầu thủ của cả hai đội bóng trong hiện tại họ vẫn chưa thể có được sự đột biến. Một trận đấu mà nếu như đội bóng nào có bàn thắng để vươn lên dẫn trước đó sẽ là một trong những lợi thế rất lớn đối với cầu thủ của chúng ta. Không được, hoàn toàn không có căn cho công thành của Lưu Văn Thương. Trong ngày này, Văn Thương cùng với cầu thủ của mình vẫn đang nỗ lực với để tạo ra được một hàng phòng ngự theo lớp ở bên con sân nhà. Tôn Sống vẫn là cầu thủ của Hoàng Quang. Cầu thành công, Văn Huy là công đức. Tuấn Anh. Các bạn nhìn thấy là Văn Huy Ngọc của chiến dân tộc Nam Định đang đá sát. Trận đấu này chỉ cần có một điểm thì vừa mở bóng đá trong cổ phần đô thị đô thị Nam Định cũng sẽ bước vào vòng sau với tư cách là đội bóng chính nhất bảng A. Trong đó thì muốn có được chiếc vé ở vị trí thứ nhất và thứ hai, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Mây Trần Học dân tộc cổ truyền Nam Định ở trận đấu này họ không phải thắng. Nếu như được là họ sẽ đi tiếp ở vị trí thứ hai. Trong đó thì nếu như cầu thủ của câu lạc bộ áo đỏ giành chiến thắng thì chúng ta sẽ xét tới chỉ số cùng. Thứ bạn là nếu như bóng này giành chiến thắng thì họ cũng sẽ đi tiếp ở vị trí thứ nhất bảng. Khi đó thì công của phần công trình đô thị Nam Định chỉ có 6 điểm và chiếm vị trí thứ hai. Và đây là điều có lẽ là cầu thủ của đội bóng Hoàng Quang, những nhà đương kim vô địch của chúng ta hoàn toàn không hề mong muốn. Tiếp tục quả liên viên cho đội bóng công trình đô thị. Không thành công. Văn Huy. Vẫn là Văn Huy. Một tình huống cắt bóng dành cho Kim Đồng. Trong nhà này là Kim Đồng và Đồng Trinh đều đang cho thấy được sự chất lượng rất rõ ràng. Khi mà cầu thủ của bóng này trong những phút qua họ vẫn đang nỗ lực để có thể tạo ra những giải pháp đúng khoảng trống. Những nỗ lực cá nhân đó là điều mà cầu thủ bóng sẽ cần phải đem tới.
động và hoa vàng có mặt trên sân nhà các đội và hoạt động đứng của ban tổ chức trong trận này ban tổ chức và cầu thủ mình cũng đã đảm bảo được tiến trận nhưng mà vừa tấn công khá mạnh mẽ một lượt chơi vào đó thì dù gì nữa cầu thủ bóng này cũng đang thể hiện được sức mạnh đấu nói là rất tập trung trong những phút qua và vừa tấn công và đội bóng đang tạo ra cho trận đấu hôm nay là khá hay. Sở định là điều ý đoàn đang chưa đơn và thắng vẫn chưa tới và dường như đó là cái điều lớn nhất dành cho cầu thủ của Hà Nội trong trận đấu này. Đi qua trong sự không thể đâu với cả cầu thủ và bóng đỏ như đấu thi đấu của trận đấu ngày hôm nay cũng đang được gia tăng. Điều bây giờ thì cầu thủ của Hà Nội họ cũng đang cố gắng đổi thể tuy nhiên những giải pháp của chúng ta vừa tấn công hoàn toàn ấn tượng. Đối chơi có ý đồ đón rất nhiều và cầu thủ bóng sẽ cần phải triển khai được rất nhiều không vào. Chúng ta vừa tấn công rất bài bản. Giải pháp tốt và cầu thủ của họ đang có được ở trận đấu ngày nay. Và như đây chính là một trong điều mà cầu thủ bóng bên cạnh phòng thủ trên sân Đông Nam Định đang đem đến cho đội tuyển thành công. Thực tế thì bóng này cũng đang thi đấu hoàn toàn không thôi. Nhưng mà cầu thủ của họ vẫn đang cho thấy được rất nhiều tình huống nguy hiểm đến với cầu thủ bóng đối phương. Sơn Đông này là đấu mà chúng ta có thể thấy là công ty cổ phần công ty đầu tư Nam Định họ đang thi đấu với một phong thái giống với những gì chúng ta đã thấy ở Euro năm 2016 dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là trận đấu mà Bồ Đào Nha đã thi đấu nói là không được khởi sắc trong quá trình chuẩn bị và đặc biệt là khi vào giải thì các cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng thi đấu không thực sự hay nhưng rồi họ có được những chiến thắng quan trọng và tiến từng bước một để nâng cao chức vô địch của dòng cao hơi châu Âu năm 2016. Khi vào các năm 2018 đó là trận đấu mà thế hệ trẻ của đội tuyển Pháp đã một lần nữa đăng quang vô địch. Một thế hệ cầu thủ đầy triển vọng và họ đang trở thành những siêu sao bóng đá thế giới trong thời kỳ hiện đại. Trận đấu này là trận đấu mà công ty cổ phần công ty Nam Định họ cũng đã có chuỗi trận đấu tập huấn không thực sự thiết thực. Ngoài ra thì cầu thủ của đội bóng cũng đang phải cố gắng chủ thể đem đến được lối chơi tốt ở trong trận đấu đã qua. Không thể đâu. Trận đấu của đội bóng công ty cổ phần công ty Nam Định ở trận đấu ngày nay đang được thể hiện ở mức độ cao và đó họ vẫn cần phải cố gắng sự bền bỉ vì bằng lối chơi và bên đó là những pha phối hợp tấn công chuẩn mực đó chính là những gì mà cầu thủ bóng này sẽ cần phải làm được. Đi qua vẫn còn không thành công và các bóng của công dũng đã có lối bóng sang tay chính xác. Đây là bóng sang tay trong bóng vừa rồi đó chính là vị trí của Quang Kiên. Quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Trong bối cảnh và cầu thủ của đội bóng cầu thủ của công ty Unity Nam Định cũng như cầu thủ của đội bóng Bình Thuận dân tộc cổ truyền Nam Định và đang hơi có chủ đề khi chiến được bàn thắng. Tuy nhiên họ cần phải tập trung khai thác triệt để những tình huống bóng cố định. Hiệp một của trận đấu này không có nhiều thời gian nữa và không đều đó chính là tỷ số ở thời điểm này. Không vào và như vậy là trong ngày nước Xuân Minh đã đổi còi khép lại hiệp một trận đấu trong khuôn khổ trận đấu thứ ba vòng đấu bảng A. Tàu cá đoàn thanh
nhiên thành phố Nam Định đến thứ hai năm 2019. Giữa cầu thủ bóng công của quận công sinh viên Nam Định và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Quân Thiên Hiệu rất đông của tỉnh Nam Định không đều là tỷ số của những buổi trận đấu này. Chúng ta cùng tham tiếp trận đấu thứ hai của đội sau một khuôn khổ trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng A. Đồng đá đoàn thanh niên thành phố Nam Định đến thứ hai năm 2019. Giữa cầu thủ của đội bóng công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định và các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Quân Thiên Hiệu rất đông của thành phố Nam Định. Ngay một trận đấu này đã khép lại bảng không có bảng trận đấu thứ hai và với những gì mà hàng bóng đã có cho sẽ chiến đấu bóng đá của đội bóng công trình đô thị còn cầu thủ của hàng bóng sở hiện tại của trận đấu ngày hôm nay. Thank you.
Rất nguy hiểm. Tuấn Anh, Nguyễn Hải cắt mất rồi. Duy Hoàng. Và như vậy là chúng ta sẽ phân chia được quyết định của trọng tài Nguyễn Xuân Linh. Chính xác, trên địa bàn đã được rút ra và dành cho đội trưởng Duy Hoàng. Chính xác, đó là thẻ vàng dành cho vị trí của Xuân Hoa Bình Vân. Đánh đầu không được. Chúng ta đã chiến đấu và 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 chúng ta
Bài trò lên sổ bóng đến tới cầu thủ của đội bóng. Bây giờ thì nhiều buổi truyền giao thông trong trận đấu này cũng là một trong điều mà có thể họ sẽ có được khá nhiều những vấn đề về mặt chuyên môn. Vô số những cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên thì bây giờ vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và chóng của Xuân Khoa không thành công. Các đội tấn công và các tình huống liên tục của hai bóng cờ trong ngày hôm nay là cơ sở để cho họ có thể tạo ra những sự bất ngờ. Đội bóng thế thì bây giờ sự đột biến sẽ là một trong những vấn đề và cầu thủ của đội bóng sẽ cần phải làm được. Những phút giây đấu tranh tinh tế, những pha phối hợp và những cơ hội ở trong phần phần qua, đội bóng đã nói lên tất cả. Khi mà cầu thủ của họ ở trong cái điểm tại vẫn đang thi đấu tây qua từ đưa tin và các pha tấn công ở trong nhà tay, đó chính là một trong những yếu tố để cho công thủ vận động trên đường chín Nam Định và ngay cả bóng với những học dân tộc của trên Nam Định cũng có thể đem lại được những cơ hội mới mẻ hơn. Đây sẽ là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ bóng qua bàn. Sự điểm không vào, cú đá là của Phan Huy. Giải pháp tấn công của hai bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là họ sẽ tập trung vào những hình ảnh trực diện về phía khung thành của nhau. Sau đó thì cầu thủ của mỗi bóng sẽ tìm kiếm những phương án thành pha phối hợp tấn công tốt ở bên cầu thủ nhà và bắt đầu tấn công mạnh, đồng thời tạo thành tình huống di chuyển và đưa bóng ra xuống khung thành của một đối phương để có thể tìm kiếm những đường chuyền điểm rơi. Công sự vẫn là cầu thủ của bóng bàn không được. Bệnh viện học cổ truyền dân tộc Nam Định cũng đang cho thấy họ là một đội bóng nói là hoàn toàn không thể dễ dàng đánh bại. Năm lần nữa thì Xuân Khoa đã để bóng sát tay. Ở trận đấu lần này thì tất cả các cầu thủ và các đội bóng hoàn toàn yên tâm với công tác điều hành của đội số 7. Ở bất cứ trận đấu nào chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để thực hiện một lối chơi trong sạch, lành mạnh và điều đó sẽ giúp cho cầu thủ của chúng ta cũng như các đội bóng có thể phát huy được tối đa sức mạnh của họ. Những sự bóng đối với cầu thủ của hai bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là điều mà cầu thủ của họ vẫn sẽ cần phải thi đấu tối đa để có thể thực hiện được những di kiến và các phương án thi đấu cách hợp lý. Hơn bao giờ hết thì là những phút mà cầu thủ của đội bóng vẫn thường xuyên có
调整应出现流失的时光导致了各自给出去好戏建筑歌唱把八点点停失败一种成功的就是我们的欢迎让金大不够我们冲回交给他一个他的同工大所有有些两三个零幺看看总之我打过去了我爸反对就来把十一副耳机到有黄金和速度我希望会给我父亲这个革命的上下卖我来到那里我把刚度的卖我再更快把你有没有没有我的耳朵更快所以把所有的动我的这个再交告诉我的再交把速度我还留一张天天对着拿着阿叔的上下卖那会是我我的手内的内那手内把手内开放就手拿到今天在国内的是爱的那种东西我就有些是天空的我是哪一大有些是天当波波波波所以说一块组织所以说是国际开始的五天吧把那五天发生一大过早国际开始的五天吧这个五天开始的五比如大家不错的话就是跟我们这边的电厂一个把他们这么的出动往出位不让这些根本对不过这句话从一个在做大家的对不管那边在做大部分我从通一个这个地高升飞刀高飞高高飞高拿高飞高飞高王八叫不带一步飞刀飞机的王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 飞我就是专门这个结果啊那结果谁就是他的网络还缺乏清楚我把的网络公布的分工清楚地那里谁的网络直接我给你救啊这位是他的会跟你好我先生都关心我也觉得 OK 的你留意的网络公布分工我发现这个路过这个会跟你上我们在这里的我们的地区那么多的地方就把我们的地方留意到中国的中央国发展中央的你真正的把我们在中国的人他去的人在那么晚上的晚上我们回到在车高速路过这帮中立股份中心的人生然后他已经被我已经不敢去的无辜啊可以习惯有我高速的话谁的可能就会那其他的可能都我已经被我做的都不一切那我们去的无法高速的话我们让龙争光我们让日本一把不乐的动光号你既然已经做过一个是龙飞光号为了在新的有龙分的这样成就完成功的再见东四上表带你这就看不到那我之前只是一抱怨不要抱怨二弟的带那关头兵所以我是
trời và công vụ của hai bạn đều không được phải trả giá. Các tình huống tấn công của cơ quan bóng đá với anh em của trường dân tộc Nam Định trong những phút đầu qua chưa phải là một đối đá nhanh và bóng này đã vượt ở trong trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên cầu thủ của bóng này cũng đang cho thấy được khá nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự bên con sân nhà. Có còn không được. Trong sự quả đá thẳng của cầu thủ bên phía đội bóng Thông tin Công trình Đơn vị Nam Định ở trận đấu hôm nay, có lẽ đó đều là tình huống thực hiện với thước bóng chưa thực sự chính xác. Tuy nhiên thì họ vào vòng đấu thứ nhất ở vị trí thứ hai
hay là ở vị trí vé bớt, chúng ta sẽ chơi vào trận đấu của công ty cổ phần trong nước và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bệnh viện Phú Sản. Và đội bóng này chắc chắn đã có bàn thắng trong. Trận qua cùng với đội của anh vừa bật lên, mọi thứ vẫn đang ở phía trước và đội bóng này cũng đang hướng đến vòng đấu tứ kết của giải. Và là cầu thủ của đội bóng đỏ Trần Lộc. Trong khi trận đấu này khép lại, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục có mặt ở trên sân để thưởng thức trận đấu giữa cầu thủ của đội bóng đỏ và các cầu thủ của đội bóng Bệnh viện Phú Sản. Còn như vậy là bây giờ thì bóng công ty công trình đường đi đã định có sự khởi người. Công sở sẽ là cầu thủ trên sân và vào tay đó chính là vị trí của cầu thủ mặc áo số 88. Vâng, đó chính là Văn Toàn. Có vẻ như trên sân quan sát thì Văn Toàn sẽ vào sân với chiếc áo số 89 đúng hơn. Chính xác. Đội bóng của hai đội bóng ở trong trận đấu ngày nay đó chính là cơ sở để giúp cho họ có thể tiếp tục phát huy thêm được những phẩm chất tuyệt vời cá nhân của mình. Và sau dưới hết đó chính là điều mà cầu thủ bóng này sẽ cần phải thể hiện một cách chuẩn mực hơn nữa. Mọi thứ đang nằm trong tay của đội bóng Hoàng Anh. Và bây giờ thì nếu như họ giữ được kết quả này, con đường để chinh phục chiếc cúp của đội bóng công ty cổ phần công trình đường đi Nam Định có lẽ là vẫn đang ở phía trước. Nhất bảng A sẽ gặp đội bóng đứng thứ ba có thành tích thứ hai. Từ đó đồng nghĩa việc đội bóng này sẽ gặp đội bóng yếu nhất trong số 8 đội bóng có mặt ở vòng đấu tứ kết của giải. Từ đầu. Bắn đá cầu thủ của đội bóng Hoàng Anh. Bắn còn. Cơ hội. Có thể sút được. Không được. Bên dính và cầu thủ của hai đội bóng đang để lại trong khi điểm tài. Có lẽ đó chính là điều mà cầu thủ của Cô Linh vẫn sẽ cần phải duy trì triển khai được rất nhiều. Vâng, vào dưới điều trong nhà này họ vẫn đang thực hiện vừa chơi tấn công nói là có nhiều chuyên môn rất lớn. Lối đá ở đó thì dù gì đi nữa cầu thủ bóng này cũng đang cho thấy những phần nào triển khai được pha vừa tấn công rất tốt. Quả kế tiếp dành cho cầu thủ của đội bóng bạn không được. Những phút giây thi đấu đầy cảm xúc và đánh đó là vừa chơi đầy ngẫu hứng đối với các cầu thủ của cả hai đội. Bây giờ trò sẽ cần khoảng phát huy tối đa sức mạnh và sự bền bỉ về mặt chuyên môn. Trong trận này của đội bóng Bệnh viện Y học Dân tộc Cổ truyền Nam Định có lẽ đó chính là yếu tố để cho cầu thủ bóng có thể đi tiến vào tầm. Bây giờ có lẽ là chúng ta có thể kết thúc trận khai mạc tối nay. Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định chắc chắn sẽ đứng nhất bảng. Thời gian không còn nhiều và họ đang dẫn trước một bàn. Thêm 3 bàn nữa. Mọi thứ đã được giải quyết. 2-0 cho cầu thủ của đội bóng công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định. Và như
đoàn công ty đô thị Nam Định cũng như cầu thủ của bóng quỹ tiền đạo dân công của trường Nam Định. Hai đội bóng này là hai trong số những đội bóng sẽ gặp lại chúng ta ở vòng đấu tứ kết. Công ty cổ phần công